Năm 2014, một cặp vợ chồng trẻ ở bang Washington, Hoa Kỳ thông qua thụ tinh trong ống nghiệm đã thành công sinh ra một bé trai trắng trẻo mũm mĩm. Cả nhà đều đắm chìm trong niềm vui sướng khôn xiết. Vậy mà niềm vui này chẳng được bao lâu lại đã sớm tan thành mây khói. Một thông tin như sét đánh bên tai ập đến, nhóm máu của đứa trẻ lại không phù hợp với nhóm máu của cha mẹ mình. Hai vợ chồng này liền lập tức liên hệ với tổ chức y tế tiến hành xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA. Nhưng mà kết quả lại khiến cho hai vợ chồng cực sốc. Mẹ ruột của đứa trẻ đúng là người vợ, thế nhưng cha ruột của đứa trẻ lại không phải là người chồng. Sự tình này xem ra có chút khó xử. May mà đứa trẻ này là qua thụ tinh nhân tạo mà có được, chứ nếu không người cha bị mang giành cắm sừng là điều chắc chắn. Sau khi hai vợ chồng nhận được báo cáo xét nghiệm DNA, khả năng đầu tiên xuất hiện trong đầu họ đó chính là cơ quan thụ tinh nhân tạo đã làm lẫn tinh trùng của người chồng với tinh trùng của những người khác. Họ nổi giận đùng đùng xông đến cơ quan y tế làm thụ tinh nhân tạo, đưa bản kết quả xét nghiệm giám định cha con chất vấn họ. Thế nhưng lúc này đây, cơ quan y tế cũng vô cùng bối rối. Họ nói rằng chúng tôi không thể nào nhầm được, bởi vì ngày mà người vợ mang thai thì họ là cặp vợ chồng da trắng duy nhất đến cơ quan làm thụ tinh nhân tạo, mà đứa trẻ ra đời cũng là da trắng. Nhưng mà kết quả xét nghiệm DNA làm sao mà sai được? Cha đứa trẻ rốt cuộc là ai đây? Khi mà mọi người đều đã hết cách, thì giáo sư di truyền học Đại học Stanford, ông Barry Starr, đã gợi ý cho hai vợ chồng đi làm xét nghiệm gen toàn diện để tìm cha đẻ của đứa bé. Họ đã nhập số liệu DNA của đứa trẻ vào kho dữ liệu gen 23andMe. Đây là một website thử nghiệm DNA thần kỳ, có thể giúp bạn tìm ra gốc gác họ hàng. Nội dung kết quả xét nghiệm không chỉ bao gồm phân tích toàn diện của tổ tiên, ví dụ như có bao nhiêu huyết thống châu Á, bao nhiêu huyết thống châu Âu, nó còn căn cứ theo độ tương thích của gen, giúp người tham gia xét nghiệm tìm ra được người thân. Thế nhưng hai vợ chồng trẻ không kiểm tra còn đỡ, vừa mới xét nghiệm thì kết quả lại khiến cho họ khó mà chấp nhận nổi. Cha của đứa trẻ không phải ai khác, mà chính là em trai của người chồng. Ôi trời ơi, tình tiết sự việc lập tức chật khỏi đường dây, chuyển sang phương hướng luân lý đạo đức quan hệ gia đình. Thế nhưng mà người đàn ông này nói, tôi không có em trai. Điều này rốt cuộc là sao, đúng như có mà làm vậy. Và khi mọi người đang hoang mang, giáo sư Barry Starr nói, đừng vội, có lẽ sự việc không như mọi người nghĩ đâu. Có lẽ chỉ là mọi người đã gặp phải hiện tượng cơ thể chimera. Trong cơ thể người chồng còn ẩn chứa một người khác nữa. Vậy hiện tượng này rốt cuộc là gì? Bạn có chắc trong cơ thể chỉ có mỗi mình bạn thôi không? Hôm nay chúng ta cùng nói về